sẽ trả thù cho con. Yên nghỉ nha con. Đưa đây. Không ai mà vô giang hồ mà cầu lị mà mê trai như mày hết trơn á trời đó. Cái gì mà buồn? Đang vui mệt quá. Mày vui là mày chết đó. Cái con xà mu mu nó bây giờ nó ghê lắm đó. Xà mu mu là con nào? Là con sụ ma ma đó. Ê nhỏ này hỗn láo nha mày. Dạ em chào tụi anh. Mày là ai hả? Thập tướng cô nương. Biết tao là thập tướng còn qua đây kiếm chuyện hả? Chị bớt bớt dùm dùm. Chị mới đi nước ngoài, chị đi hành hương đó. Chị thả cá phóng xanh phóng ơ đồ. Nè bé, chắc cưng không muốn mặt cưng có thẹo đâu ha. 357 thì đừng trách sao tụi em tôi nó nổi dậy nha. Gì trời, nó biết gì đâu trời. Nói không? Bà nên nhớ, tôi là con nuôi của bố già đó. Ê nhóc con, em có đang đói không? Nếu em đói thì chị ăn em nha. Ngon mẹ.